Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với khung giờ quen thuộc của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, là cha mẹ thì ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình. Bạn luôn cố gắng làm lụng, chăm lo, thậm chí là hy sinh mọi thứ vì con. Nhưng rồi một ngày kia, bạn chợt nhận ra rằng nuôi con thật chẳng dễ dàng gì. Bạn là một bậc cha mẹ đang đau đầu vì chưa biết cách dạy trẻ sao cho nghe lời hay thành đạt trong tương lai. Bạn là người sắp lập gia đình, muốn tìm hiểu những phương pháp dạy con để làm hành trang khi có con. Vậy thì video này là dành cho bạn. Video ngày hôm nay, Bí Quyết Thành Công sẽ đề xuất 10 phương pháp dạy con của người Do Thái, nơi mà được xem là chuẩn mực của giáo dục. Và đây cũng là bí quyết giúp họ sản sinh ra những tỷ phú và thiên tài cho thế giới. Đây là những phương pháp rất đơn giản và rất dễ để cho bất cứ bậc cha mẹ nào cũng có thể thực hiện được. Mình tin rằng sau khi xem xong video này, bạn sẽ có một phương pháp dạy con vô cùng đúng đắn. Vì thế, đừng bỏ lỡ video này và hãy ghi chép lại cẩn thận những kiến thức có trong video này nhé! Các bạn thân mến, có thể nói, người Do Thái luôn dạy con mình tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Và đây cũng chính là phương pháp đầu tiên khuyến khích trẻ tự lập mà hầu hết người Do Thái nào cũng làm để giúp con mình trưởng thành. Nếu các bạn đến một quán cà phê bất kỳ nào ở Israel, cũng không khó để bắt gặp những trẻ em Do Thái tự ngồi ăn bít tết một mình dù chỉ mới khoảng 1 tuổi. Họ tạo điều kiện để trẻ em có thể làm bất cứ điều gì khi thể trạng của chúng cho phép. Còn ở Việt Nam thì khác hẳn phải không nào? Khi trẻ còn nhỏ thì hầu hết các bậc cha mẹ chưa muốn con phải tự lập quá sớm. Một điều có thể dễ dàng thấy ở Việt Nam đó là có những bé dù đã 4 đến 5 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ giúp cho ăn cơm hàng ngày. Chính những điều này đã hình thành cho trẻ thói quen dựa dẫm vào cha mẹ. Được cha mẹ bao bọc từ đó sinh ra tâm lý ỷ lại lười nhác và tương lai khó có thể thành tài. Các bạn hãy bắt đầu tạo thói quen tự lập từ sớm cho các con, từ những việc đơn giản như việc cho trẻ tự ăn, tự mặc quần áo chẳng hạn. Dạy trẻ phân biệt mặt trước mặt sau, trái phải, dạy trẻ mặc quần áo như thế nào. Có thể trẻ sẽ mất rất nhiều thời gian trong những lần đầu, nhưng các bậc cha mẹ nên kiên nhẫn, khuyến khích hoặc khen ngợi trẻ thay vì làm giúp trẻ. Sau một vài lần, trẻ hoàn toàn có thể tự mặc quần áo một cách nhanh chóng. Tập cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày của mình như tự gấp quần áo của mình hay chỉ đơn giản là đem cất ly nước mà trẻ vừa uống xong có thể giúp trẻ sẽ tự lập hơn. Các bậc cha mẹ cũng có thể cho trẻ làm chân chạy vật mỗi khi mẹ làm bếp chẳng hạn, vừa tăng cơ hội gần gũi giữa mẹ và trẻ vừa giúp bé tự lập hơn. Bắt đầu từ những việc đơn giản và tăng dần mức độ khó lên khi trẻ đã quen dần. Khi trẻ đã quen với việc cất đồ chơi sau khi chơi, mẹ có thể khuyến khích con tự dọn dẹp phòng của mình hoặc giúp mẹ làm những công việc nhà đơn giản. Trong những bước phát triển của mình, các bậc cha mẹ hãy luôn là bạn đồng hành của con để có thể kịp thời an ủi, chia sẻ những rắc rối mà trẻ gặp phải trong cuộc sống. Hãy luôn động viên con, ban đầu mọi chuyện đều có hơi chút khó khăn mà thôi. Điều này có thể giúp trẻ tự tin hơn phần nào. Theo chuyên gia về giáo dục sớm Hirak, để động viên khuyến khích con cái, bố mẹ cần nắm rõ từng hoàn cảnh cụ thể. Khi con đứng trước một kỳ thi quan trọng, bố mẹ không nên chỉ dừng ở việc nói mấy lời đại loại như là học đi con phải cố gắng mà học đi chứ. Bố mẹ nên nhìn nhận sâu sắc hơn về tâm lý, tinh thần của con trẻ. Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể, bố mẹ hãy giúp đỡ con hiểu rõ về mục tiêu cần phấn đấu trước mắt. Bên cạnh lời nói động viên, điều quan trọng là đề cập trực tiếp với con mục tiêu và công việc cụ thể. Như vậy, bạn đã định hướng và đặt nền tảng quan trọng cho những phấn đấu và nỗ lực của con cái mình. Một phương diện khác của việc động viên và khuyến khích con cái là thái độ của cha mẹ khi con bị điểm kém, thi trượt hoặc gặp một thất bại nào đó trong cuộc sống. Trong trường hợp này, nguyên tắc thứ nhất là bố mẹ đừng bao giờ trách móc hoặc có những hành động gây thêm áp lực cho con. Và ngược lại, bố mẹ cũng không nên chỉ dừng ở việc nói con hãy cố gắng ở những lần sau. Khi các con cái gặp thất bại, bố mẹ hãy bình tĩnh và kiên nhẫn động viên con. Bạn có thể dùng những lời khích lệ theo cách dạy con của người Do Thái để át dần tâm trạng dầu dĩ của con trẻ. Chẳng hạn như là, con cũng không nên vì một lần thất bại mà cho rằng tất cả đã hết. Bố mẹ nghĩ là chắc chắn lần sau con sẽ làm tốt hơn. Hay là, không sao cả, việc gì rồi cũng sẽ ổn thôi con. Những lời động viên của bố mẹ trong lúc này có tác động vô cùng lớn.
Nó là cơ sở củng cố lòng tin và ý chí tiến thủ của con trẻ. Nó giúp trẻ lấy lại được cân bằng tinh thần, dần rũ bỏ gánh nặng tâm lý về thất bại vừa qua. Các bạn thân mến, khi lên 5 tuổi, trẻ bắt đầu được dạy cách sử dụng sức lao động để kiếm tiền. Thay vì cho con tiền tiêu vặt, cha mẹ sẽ giao cho con một số việc nhà có trả tiền. Đây là cách dạy con tiếp theo của người Do Thái, đó là dạy con kiếm tiền từ tuổi lên 5. Nhìn chung, bố mẹ Việt rất ít người có suy nghĩ dạy con tiêu tiền từ nhỏ, bởi họ nghĩ rằng đồng tiền mình kiếm ra là phải để cho con gái hưởng thụ. Phần lớn, họ đưa tiền cho con tiêu mà chẳng cần chỉ bảo con cần phải tiêu như thế nào. Vì thế, con cái sẽ không hiểu được rằng nếu tiêu tiền của bố mẹ thì sẽ mãi mãi là con tôm ở nhờ mà thôi. Điều đáng lưu ý ở đây là cha mẹ phân biệt rất rạch ròi giữa những việc trẻ buộc phải làm để phục vụ bản thân, tức là không được trả tiền như là sắp xếp sách vở, gấp quần áo của bản thân, vân vân. Vậy những việc làm nào sẽ được trả tiền? Đó là những việc như là tưới cây, lau dọn nhà cửa, rửa bát đũa. Lớn hơn thì có thể trả công từ việc trông em hoặc trông trẻ. Có thể nói, việc dạy trẻ kiếm tiền hay quản lý tài chính khi còn nhỏ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích trong việc giúp trẻ tự kiểm soát và biết cách thỏa mãn đúng mực những ham muốn của bản thân. Hướng dẫn trẻ làm việc vặt để trả công là cách giúp con học được cách trân trọng đồng tiền từ sớm. Tự tiêu đồng tiền do mình kiếm ra sẽ giúp trẻ tự tin và biết tận hưởng thành quả sau những giờ lao động. Thế nhưng, nhiều bậc bố mẹ vẫn không để ý đến việc dạy con những kỹ năng tài chính này. Người Do Thái nghĩ việc cho con làm quen với tiền không hề xấu. Ngược lại, nếu biết làm quen đúng cách thì sẽ rất có lợi. Những việc liên quan đến tiền bạc sẽ hình thành thói quen, nhận thức cũng như tính cách sau này cho trẻ. Cho bé nhận biết được công cụ sống là tiền, nhưng tiền không phải là thước đo để đánh giá hạnh phúc và thành công sau này. Với cha mẹ Việt, khi con đạt điểm cao hoặc giành chiến thắng trong một cuộc thi nào đó, thì họ thường cho con bánh kẹo hoặc một món đồ chơi mà con yêu thích. Nhưng ngược lại, với cha mẹ người Do Thái, phần thưởng họ dành cho con chính là sự tin tưởng tuyệt đối. Và đây cũng chính là cách thứ tư mà người Do Thái áp dụng để dạy con cái của mình, đó là hãy tin tưởng vào con của mình. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đây chính là phần thưởng giá trị nhất cho các con. Dành cho con sự tin tưởng tuyệt đối thể hiện rằng con bạn đã lớn, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở Việt Nam, bố mẹ bao bọc con quá kỹ, lo lắng cho con đủ thứ, trang bị từ chân đến tận răng. Lúc nào cũng xem con dù đã lớn nhưng vẫn còn thơ bé lắm, nên không hề tin tưởng con có thể tự lập tốt. Bởi ngay từ nhỏ, nhiều em chỉ việc học, chưa từng đụng chân đụng tay vào việc gì. Có em học tới lớp 12 nhưng chưa biết giặt đồ, nấu ăn, thậm chí là mắc màn đi ngủ. Vì thế, phần lớn phụ huynh không yên tâm để con đi một mình. Với sự chăm bẵm như thế thì đúng là 18 tuổi vẫn còn non nớt lắm đúng không nào? Họ sẽ luôn xem con mình còn khờ dại và luôn thấy sợ đủ điều. Sợ con thua bạn bè, sợ con đi đường không an toàn, sợ con không biết tìm nơi trọ, sợ lại ngủ quên không kịp giờ thi, sợ con ăn uống thất thường. Chầm nỗi sợ cứ quấn vào người, ở nhà cũng không thể yên tâm nên đi với con sẽ là yên tâm nhất. Nguyên nhân có thể một phần là do mỗi gia đình chỉ có hai con, nên các bậc cha mẹ thường làm hết mọi việc chứ không như ngày xưa, một nhà có tới 5-7 anh chị em. Tóm lại, nếu không tin tưởng các con thì không chỉ là 18 tuổi mà còn nhiều tuổi hơn như thế thì các con vẫn bị xem là chưa trưởng thành và khó có thể tự lập được. Trái với những quan điểm của nhiều ông bố bà mẹ Việt Nam, thì những cha mẹ người Do Thái lại không dành quá nhiều thời gian để quan tâm đến vẻ ngoài của các con. Họ tin rằng vẻ ngoài chẳng nói lên gì cả, và đây chính là cách thứ 5 mà người Do Thái dùng để giáo dục con. Khi các con vui chơi, ăn uống bên ngoài khó tránh khỏi việc quần áo bị lấm bẩn, chân tay dính đầy bùn đất hoặc thức ăn. Thế nên họ sẽ không quá chú trọng đến việc giữ cho con cái luôn sạch sẽ. Lý do bởi vì những người mẹ Do Thái tin rằng việc giữ gìn sạch sẽ cho con khi ra ngoài là không cần thiết, bởi nó sẽ làm hạn chế quá trình vui chơi, học hỏi từ cuộc sống cho bé. Theo một số nhà khoa học, sự tiếp xúc ngay từ khi còn nhỏ của trẻ với vi trùng có thể là một cách bảo vệ chúng khỏi một số bệnh như là dị ứng và hen hiệu quả hơn. Thưa các bậc cha mẹ, bản năng tự nhiên của trẻ nhỏ là chạm vào mọi thứ trong không gian sống của mình, dù đối với cha mẹ, nó là thứ kinh khủng nhất. Trong khi đó, vì lo sợ các bệnh truyền nhiễm,
các bậc phụ huynh luôn cố gắng giữ môi trường sống cũng như vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ nhất có thể. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng xã hội Việt Nam đang bảo vệ trẻ khỏi các vi trùng một cách thái quá. Một môi trường sống sạch có phải thực sự tốt cho sức khỏe của trẻ hay không? Tiến sĩ Tom Maxidet, Giám đốc Viện Nghiên cứu Sinh học Đại học Northwestern của Mỹ cho biết, thực tế trẻ lớn lên có anh, có chị, có em sống tại vùng nông thôn dường như ít mắc bệnh dị ứng hơn ở thành phố. Cũng giống như việc bộ não của trẻ cần kích thích, tương tác để phát triển bình thường. Hệ miễn dịch của trẻ cũng thế, sẽ tốt hơn nếu trẻ tiếp xúc hàng ngày với vi trùng. Như thế, nó có thể học, tự thích nghi và điều chỉnh bản thân của mình. Giáo sư Martin Brazier ở Đại học New York của Mỹ cũng cho biết thêm, hầu hết các vi trùng sống trong môi trường xung quanh chúng ta. Trên cơ thể ta hầu như không gây hại, chúng đã tồn tại như thế hàng thiên niên kỷ. Việc nhiều cha mẹ thường bao bọc trẻ quá kỹ, giữ trẻ trong môi trường quá sạch sẽ để bảo vệ chúng khỏi ốm. Tuy nhiên, thực tế người lớn đang tước đi của trẻ cơ hội để có được hệ miễn dịch khỏe khoắn. Dù vậy, cũng cần hiểu vấn đề một cách đúng đắn nhất. Điều đó không có nghĩa là một môi trường sống bẩn thỉu là tốt cho sức khỏe của bé. Tuy nhiên, bạn hãy để cho bé được tiếp xúc với thiên nhiên hơn là vì lo sợ con bị bẩn mà chỉ để cho con quanh quẩn trong nhà. Với 5 phương pháp dạy con của người Do Thái ở trên, thì bí quyết thành công đã kết thúc phần 1 của video về cách người Do Thái dạy con trở thành người thành công và giàu có. Rất hy vọng chúng sẽ giúp các bố mẹ phần nào hiểu được cách giáo dục con của người Do Thái. Và không biết các bạn có con nhớ 5 phương pháp ở trên là gì hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tóm tắt lại nhé! 1. Khuyến khích trẻ tự lập. 2. Động viên con cố gắng. 3. Dạy con kiếm tiền từ tuổi lên 5. 4. Hãy tin tưởng vào con mình. 5. Về ngoài chẳng nói lên điều gì cả. Việc hiểu và vận dụng được 5 phương pháp trên chính là món quà tuyệt vời mà các bạn dành cho con của mình trong tương lai. Bí quyết thành công xin chúc các bé ngày càng thông minh và có thể phụ giúp các bậc cha mẹ được nhiều việc hơn nữa. Đến đây thì bí quyết thành công xin được kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy những video của Bí quyết thành công hay và hữu ích thì nhớ bấm like và đăng ký kênh và bấm chuông để khi Bí quyết thành công ra video thì bạn sẽ là người xem đầu tiên nhé. Và đừng quên rằng hãy chia sẻ video này tới nhiều người để lan tỏa tri thức. Và biết đâu đấy, bạn sẽ khiến cuộc sống của ai đó trở nên tốt đẹp hơn thì sao?